con người ta chấp hành, anh ra đây quay cái gì đây, hay ho gì mà quay, anh không sợ chết hả? Giảm gì giờ hỏi anh muốn mới thở không hả? Anh muốn nhà anh ôm vợ con anh ôm mới thở. Anh lui ra đây, nãy giờ là anh đi hơi bị xa lắm rồi đó, lui ra ngoài, lui 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 lui, anh về chỗ anh đứng đi, đi về chỗ anh đứng đi. Có gì hay không? Cô hỏi anh nè, anh biết báo đài chưa? Giờ này là giờ gì? Còn ra đây quay làm gì? Anh đã biết rồi mà anh còn cố tình ra đây nữa là anh vi phạm rồi. Coi gì lát lên sáu cái này là có hết á. Chưa về nhà, không được ở nhà không đi ra được. Nhà ta đây rồi. Có thể mà chân rách là có cái vết đạo đức trong này quay đây thôi. Ông cố ra mở cửa là sai này chứ đừng có.